được. Ở ngay đây này. Cái này này em thích từ lâu lắm rồi. À, con màn hình ViewSonic VP27564K này á. Ừ, đúng rồi, em thích từ lâu lắm rồi, em phải mua cho em. Được nhờ, nét nhờ, màn hình 4K luôn đúng không? Đúng rồi. Ok luôn. Thằng nhân viên Hacom đâu ấy nhở? Ồ, dạ vâng em chào. Hai đứa biết nhau à? Không, cái thằng shipper hôm nọ của nhà mình ấy, nó ra hàng đấy nhà mình ấy. Thật quá. Thôi để em nói chuyện với thằng shipper ấy cho, nó láo quá anh ạ. Ok. Này, sao đi với thằng này là thế nào? Em chẳng nghĩ em giải thích. Tôi rất là ghét ngoại tình nhá. Những thể loại người như cô ấy, là những thể lăng loạn, tôi ghét nhất loại này. Ngoại tình cả một quá trình không có lý do gì cả nhá. Em chẳng nghĩ em giải thích. Tôi cho cô một giây rồi, nói đi. Thì hôm nọ em thấy anh thích cái con ViewSonic VP27564K ấy mà, xong mà anh còn khen nó là đẹp xịn các thứ nữa. Thế thì em không có tiền để em phải đi với cả cái anh đấy ấy. Anh phải hiểu lòng em hy sinh hết tất cả vì anh đấy. Anh phải tin em. Tôi rất là ghét ngoại tình nhá. Nhưng mà từ này chúng chờ lại tiếp tục qua, chưa? Nhá, đi. Later. Cũng làm đẹp thế. Em bước đi rồi, niềm vui em có, đời anh thì không. Thôi được màn hình cũng được.